Ở thiên chúng ta đó là những cái mầm non, những người chiến sĩ đầu tiên thì thường nó hơi khó khăn phải không? Nhưng mà giống như mình tấn công vô thành, giống vô phim vậy đó, thì những chiến sĩ đầu tiên là những lấy những cái xác người để mà làm cầu thang cho đồng đội sau này lên. Thì chúng ta phải có cái tình đoàn kết, cái tình thương. Và khi sư phụ còn trẻ, già ông già, trẻ ông trẻ, kiểu này á, cái này là original, không nhuộm tóc, không gì hết. Thì có những đứa đệ tử từ cái tình cảm hâm mộ sẽ thành tình cảm riêng tư. Thì sư phụ nên môn Phật xin tha để lại dùng tình cảm đó mà thương huynh đệ tỷ muội để mà phát triển hội thiên để có công đức. Cái đó là cái bình thường của thân phàm, sư phụ biết hết. Sư phụ là Bồ Tát, sư phụ không phải là người phàm, ai nghĩ gì phụ biết đúng không? Thì sư phụ hôm nay nói cái đó để mà nhắc nhở, để chúng ta được đi về trời. Cha mẹ được vui, chư Phật được vui, các chư vị được vui. Cần phải lặp lại câu đó không? Lấy tình cảm ngưỡng mộ thành là biến thành tình cảm đầu tiên là những người á, mà tình cảm ngưỡng mộ, rồi sau cái từ từ cái thành tình cảm cá nhân với sư phụ á. Thì sư phụ xin tha để mà sư phụ làm xong cái nhiệm vụ ở cõi trần đời này cho nhân loại, cho cái đạo được trọn vẹn, cho cha mẹ được vui. Dùng cái tình cảm cá nhân mà dành cho sư phụ á, thì dành lại cho huynh đệ tỷ muội để mà mình phát triển cái đạo, để chúng ta cùng lên thiền bát nhã đi về, hiểu không? Nếu không á, bị lọt sổ à, đừng nói sư phụ không có nhắc nhở nghe. Đức thầy có câu gì vậy? Đức thầy có câu gì? Trời ơi, nãy giờ không hiểu. Hồi xưa Đức thầy còn trẻ cũng có người cua ổng đúng không? Đức thầy nói câu nào? Tức là trong cái tình thương ta có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời dành tới nó lớn lên đi. Đó là lịch dập dịch lại câu này, cái tình yêu gì? Ta có tình yêu rất mặn nồng. Ta có tình yêu rất mặn nồng. Yêu đời yêu vật lẫn non sông. Yêu đời yêu vật lẫn non sông. Yêu người yêu lẫn cả non sông. Yêu người yêu lẫn cả non sông, ở gì nữa? Tình yêu không phải cho nữ giới. À. Mà cái này tình yêu này cho sư mẫu thôi. Yêu cả nhân loại. Cái này đệ tử Đức thầy nói khác nghe. Là ta có tình yêu cho đại đồng thiên thâm, không còn dư cho ai hết. Hết luôn, gấm ngọn không? Hết rồi, còn gì nữa đâu. Xả láng rồi, có đại đồng thế giới rồi, không còn nữa. Cho nên từ ngưỡng mộ mà thành ra cá nhân thì làm ơn biến chuyển lại thành cho tỷ đệ huynh muội được nhờ để mà cùng nhau đi về phục lệnh với cha mẹ là quan trọng. Thật sự hội trên trời á, cái tướng cũng cực kỳ đẹp trai nhưng mà không phải già kiểu này. Chắc ở trên chưa biết yêu. Ở trên ta thiên tử có chút xíu à, tái sanh lại mà. Tái sanh lại thì theo cái thân phạm cha mấy chục năm thì nó bèo kiểu này. Chứ bây giờ nhìn cái mặt của sư phụ với nhìn mặt cha đi. Mặt của sư phụ còn già hơn mặt cha nữa, đúng không? Cha mình là tạo ra mình là bao nhiêu tỷ tỷ tuổi. Thế gian này nó y như là cái màn kịch, như là phù du vậy. Mà nhiều người cứ nghĩ nó là thật, bám vào nó. Trong mắt sư phụ á, hiện giờ những cái hành tinh kia, xác phàm của sư phụ cũng đang hoạt động ở bên đó. Ở trên trời hiện giờ sư phụ cũng vẫn đi đứng, rồi vẫn nói chuyện với cha mẹ trên trời. Còn cái mà đang ngồi mà chót chót hiện giờ chỉ là giống như tà thiên thản cộng tóc ra vậy. Chỉ là một cái DNA nhỏ nhỏ thôi là nó chiếc thân nó ngồi kiểu này rồi. Nên ban đêm á, ai mà có cảm ứng mà thật tâm á, mà có nạn á, cứ kêu Thiên Tướng Kiệt, thì lúc đó Kiệt sẽ chiết thân bay tới. Nhiều người được lắm.
xưa hấp thời giờ ông bắt ổng đâu ổng biết mặt thù đâu, cái tối thù đi với mấy ông hộ pháp của mình mà mấy con đang cúng nặng á, cái đi vô nhà chỉ á, ngày mai phải vẽ ra cho xong cái hình của mẹ cho tôi, bảo quản hồn á, vẽ vẽ tới qua tới bữa đó, qua những ngày thứ bảy sáng chủ nhật, có giờ chủ nhật cái chuyện gì không biết, cái thù chào nhà ông bác lần đầu tiên gặp bà nhìn bảo quản hồn, bà nói trời ơi sao mà hôm tôi thấy bây giờ gặp, mà lúc đó bà vẽ ra cặp mắt của mẹ rồi, thì cặp mắt của thù giống giống mắt mẹ. Chiếc thân mà chiếc lần đầu tiên hỏi đi, bữa nay gương bác không kể, cái người đầu tiên vẽ chân dung á là trong cái điển băng đêm á, thầy thu đã ra lệnh rồi, đã đi tới nha. Gặp rồi thù có thể đứa nào mà có như có cảm ứng thù có thể đi vô nhà được á, mình nói nó hơi lạ người ta khó hiểu. Bởi vì mấy người mà đột xuất nghe vô cái clip 226, 27 người ta cười bể bụng, người ta đâu có biết. Tao không hỏi thầy. Thầy nãy kêu tên thầy là thầy xuất hồn tới. Kêu Kiệt được rồi thầy. Kêu như thờ. Kêu Kiệt được rồi. Kêu gì thôi thầy, có thắp nhang những thầy. Kêu Kiệt thôi. Mày Kiệt rồi tới đây làm cho tao trúng số. Rồi để cho bà. Mà trong vô vi kìa, phải thật tâm mới cảm ứng. Kêu mày cũng được, kêu kiểu cũng được, kêu kiểu nào cũng được, dễ. Làm sao biết xuất hiện chưa xuất hiện đây? Đã nói thôi, cảm ứng có nghĩa là con người phải hiền, phải biết tu. Chứ không phải là ai kêu cũng tới rồi đó là điên rồi. Phải biết tu, phải hiền, phải làm cái chuyện gì kinh duyên kìa. Động tới lòng trời kìa. Sư phụ ở trên thiên long trên trời với cõi Phật nó khác nhau này. Yeah. Lần đầu. Ok, cái này lên trên mạng đừng có nói giỡn trời, muốn mấy cái đó bấm Google cái là giải thích quả trời luôn. Khác chứ. Bây giờ ở trong nhà một người mà làm cho anh đau khổ là anh đang sống địa ngục. Còn anh chị em hay là vợ anh mà làm cho anh sung sướng là anh đang sống thiên đàng. Thì nó khác nhau ngay trong nhà mình đó. Thiên đàng hay địa ngục nó ngay tại cái phòng ngủ của anh luôn đó. Đâu có cần gì phải xa. Trời nóng này mà đi tàu mới đã rồi ta. Xuống dưới mình thả chiếc jet ski xuống mình lạng phải không? Rồi tắm nước muối rồi á, cho mặt ngân nó bị cháy đen cho nó sợ. Nó sợ nắng mà nó ra biển nước mặn nữa, trời ơi. Bữa hở cái mắt kiến thụ về toàn là muối không à. Tại cái xương mà ở ngoài biển cầu gôn gây nó cũng là nước muối. Nhưng mà về lắc sao mà ngủ quá trời ngủ. Tới bữa nay cũng còn ngủ nữa. Không có, tại nó lắc rồi cái nó dẻo gân cái gì. Thằng chuyên quá giờ không ai là trì dễ thở nè. Xong mà hả? Dạ. Ô giỏi ta, nhớ này cũng biết, thiệt là giỏi. Con giỏi á. Dạ. Con có làm đúng rồi, giỏi. Sao con không đặt cái bánh đó, nó làm cái dấu thiền tâm luôn phải không? Nó chỉ cần làm cái dài đây nữa. Tự nhiên cái trái tim không? Kêu nó chế thêm, móc hai cục bột đắp lên nữa. Yeah, đâu có gì đâu, khó. Ok, giờ con ra con làm gì đây, cắt bánh mời đi chứ đừng để đó hồi. Tự nhiên đi. Chuyện chú Hụ làm gì, chú Hụ làm mấy con làm gì, mấy con làm. Rồi giờ cái đóng ngồi đây chụp có cái bánh nè, qua đây. Có cái bánh nè, để cái máy luôn. Rồi ngồi đây.
ở đây chụp ra là ngồi xung quanh đây nè. Các bà chỗ thôi chứ đâu có các ông được hả? Ông luôn. Kiếp trước ông có làm đàn bà vậy? Rồi kiếp này không đâu. Lớp ngồi lúc đứng mới đủ hết. Ngồi đi qua mẫu đơn. Chụp cái máy dưới thấy nửa mặt không, cái máy dưới đừng lo máy trên, máy hai máy này nè. Rồi rồi cắt đi, cắt bánh mời đi. Thôi chai nước lạnh rồi. Thôi chai nước lạnh rồi. Lạnh gì? Yên tâm điều chuyện ở Phò Đa qua, còn con trai thì ở trong Mô Tô đây. Đó là đạo đạo ông giáo không? Để lấy cái thánh giá, cái hàng vào trái tim phải không? Dạ, con phải đạo ông giáo không? Không, đạo Phật mà mình là lấy thánh giá cái hàng vào trái tim. Mình mướn á, mình tức là lấy Chúa hàng vô với Phật cái thành cái yên tâm mà. Rõ ràng luôn cái dấu hàng nè. Bây giờ thấy à, mánh mông vậy hả? Mình mướn thợ làm thôi. Không phải, là cũng tốt chứ không có gì. Dạ. Bây giờ mình lấy Kiệt Ngô mình cộng với chế sơ thành nó yên tâm rồi. Ba mẹ con làm lễ làm mướn một thợ làm. Một thợ làm ba cái tượng này. Nó mới tìm dạng làm giấy ợp. Cho nó online bán quá trời. Dạ. Nó online bán nhiều lắm mà. Đây gì đây? Dạ, công thịnh ở đây. Ở này Việt Nam làm bền á. Nó có cái loại material á, Việt Nam nghe được cái clip này á, tìm cái loại material gọi là thanh trình á, nó sẽ chịu được cái sức nóng tới 6-7 ngàn độ á. Còn cái này thép sắt đồ á, cũng còn dở. Thanh trình. Thư con khỏe không? Để thư biểu ấy. Bữa giờ con tu cỡ nào vậy? Bữa giờ con tu tới đâu vậy? Ngồi ngồi. Bữa giờ tu sao vậy? Có tu không? Có. Con làm gì? Tu làm gì? Đọc kể nghe thử. Là tay sư phụ.
hả? Dạ con ngồi thiền mới đọc kinh. Kinh gì? Dạ kinh Lăng Nghiêm. Nghiêm hả? Mà con có nghiêm không? Đọc xong rồi có nghiêm không? Cố gắng. Thì hỏi anh Công nha, hai cái bánh này á, có tiền con bỏ cho mua không? Có. Hay quá. Bữa nay nó mở compassion á, lên từ từ. Chứ nhỏ này nó chùm sò lắm, một tụi nó cũng khó mà. Bữa nay nó mua bánh cho mẹ là nó không giỏi á. Trời ơi, phụ chứ hỏi như đó biết con có tu rồi. Được rồi, Dũng. Cái bánh này nè. Trời ơi, giỏi thiệt á. Trời ơi, Thu rất là mừng con tiến bộ rồi đó. Rồi, đi về chỗ con. Cái đầu đó. Nói thằng Hồ kêu nó mua xe đi làm mà nó kẹo mà nó không chịu mua, nó đi ké với nhị hoài mà ké gần cả năm, chị ghen nó muốn chết, Hồng ghen anh đây đi làm thằng mãi á. Trời đất ơi, tôi muốn nhức đầu với nó luôn. Hồng nhỏ nó dữ lắm, nhồng mà nhỏ mà hay cúng á. Bữa nay bánh của anh Thư mua chắc ăn ngon dữ lắm à. Ít đường xuống. Ít đường hả? Ít đường chắc nó discount á. Trời ơi, bánh anh Thư mua. Ở đây á, còn ở xa hay ở gần nó cũng không có quan trọng. Tại vì Phật với cha mẹ là ở trong tâm chúng ta. Quan trọng nhất là mình phải sửa đổi kìa, chứ không phải là theo cái chiều hướng rồi chạy theo thiên tâm rồi thiên tử giáng trần rồi đại khái mấy cái đó. Mấy ông thầy Ta Tạng cũng đều là những dạng tái sanh. Việc này cũng là dạng tái sanh, cũng y chang như mấy ổng, chỉ có hai cái khác nhau là mấy ổng tái sanh tu thì tu, mấy ổng tu cả triệu kiếp, kiệt đã tu cả tỷ kiếp trước hơn rồi. Thì hôm nay kiếp này không có đủ thời gian để tu cho nên mặc áo đời vậy thôi. Chứ chúng ta đều là tái sanh hết nha, không ai hơn ai hết á. Nên họ thiền á là phải về nhà ngồi thiền đọc kinh giống như mấy đứa đệ tử họ thiền đây nè. Không có cần phải chạy theo thầy, cũng không phải cần chạy theo một nơi nào hết. Tự ở nhà mình để hình dấu thiên tâm với hình cha mẹ rồi đọc cuốn kinh ngồi thiền. Cứ thế mà đi về trời thôi. Còn mà chạy vòng vòng á, vô chùa á, là bị mấy ông thầy bỏ bùa bỏ ngải á, là lúc đó cái đầu óc khùng khùng, không khùng mà điên cũng không điên. Có nhiều tiền móc hết á, thì lúc đó gắng chịu. Anh thiên tâm á, trong lúc này chỉ ở một chỗ, không có nên chạy theo nhóm, không có nên chạy theo ông này bà nọ. Không có ai mà giỏi hơn Thượng Đế hết, không ai giỏi hơn Phật hết. Mà cha đã kêu ở nhà, tại thời nay ma quỷ đầy đường hết. Mặc áo vàng đẹp trai rồi ăn nói ngọt đổ không. Tự cũng coi biết bao nhiêu clip của ngài, rồi cũng theo ngài nói cũng 18 Phật tử cũng tuân theo cũng 2 năm này rồi, hơn 2 năm. Bữa nay cũng con trai để lên tới đây, con trai chưa biết, còn nó không coi được ở trong clip. Nãy giờ có đốt được mấy cái nhang rồi. Còn thư gửi sư phụ ngồi sao lên thư. Lên đó thôi hả? Dạ. Mới lên tới đó đốt nhang mới đọc vài khúc kinh sám hối mà không có thời gian nên lại xuống này nghe. Giờ chút nữa rồi con ngồi đây ăn bánh rồi con đi thắp nhang. Đó là tự nhiên lắm sao? Thực tử thì tới thắp nhang đây rồi mới lên trên kia. Thì cũng
mua bông mua trái lên thì cũng có người vợ giùm mua nước, còn đang lắp nữa không biết Phật tử phải hỏi để đâu để mang theo. Ủa có ai ngồi tuốt nắng vậy ta? Tùng á, người nước ngoài của hỏi có ai ngồi tuốt mấy à? Ờ dạ hả, để nó ngồi đi. Tới đây nó bị đứt lỗ tai còn. Anh không có hiểu. Để cho nó ngồi đi. Nước Việt hiện bây giờ là mấy cái clip mấy tuần trước mình có nói là có bệnh thì bệnh bây giờ có rồi phải không, bệnh có phải không, và mình nói sẽ có chết đói thê thảm, giờ họ đứng hai bên đường cả trăm người không, mà sẽ có nhiều chết đói nữa. Dạ. Nó không phải chỉ đơn giản tự vì giống như bị hành căng vậy, hành đến khi nào mà mấy đại ca đó là biết là cơ trời không có kéo tay lại á thì lúc đó quả mai Đức Thầy xuất hiện, còn mà cứ lì quá là dân chẳng những hai bên đường mà tất cả các nẻo đường luôn nữa, bây giờ sẽ đi đến độ đói. Còn Trung Cộng trước sau cũng sẽ chia năm sẽ bảy, ai mà ôm khúc gỗ mục thì chìm chết chung. Theo Mỹ thì còn được đô la rồi phải không, kinh tế rồi phát triển rồi, còn theo Trung Cộng là thấp. Nhưng mà tự gì đã thời nguyền rồi, 16 chữ vàng hay 18 chữ vàng vậy đó, sông liền sông núi liền núi vậy đó, thì thôi gán giữ lời thời đi, anh yêu em suốt đời đi. Ở đây ngoài đời mấy con đừng có thờ kiểu đó nha. Thờ kiểu đó một người mà có phước về trời về không được á, phải ở lại á, gọi người dưới địa ngục. Về trời thì khó, nhưng mà xuống địa ngục thì dễ, thôi chúng ta xuống địa ngục chung. Cho nên ở thế gian mình đừng có thờ thốt gì hết trơn á. Hôm nay bác Võ Văn Giáp mình bữa được nay là phong một cái ông thần ở tỉnh nào ta, Bắc Bình hả? Hồi nãy ông tướng Võ Văn Giáp mấy vị nói bữa nay được phong thành thần, ông thần local Bắc Bình, tỉnh gì ta? Mới giờ nói quên này. Bắc Bình, Bắc Bình gì đó, ở ngoài miền Bắc á. Chắc Thái Bình. Còn bác Nguyễn Văn Thiệu của mình được giờ cũng phong tướng ở vùng Phan Rang, nguyên cái Phan Rang là ông Thiệu là được phong thần ở đó. Bữa hôm ông có ở đây nè. Cái mình hỏi ông Nguyễn Ngọc Kỳ, cái mấy vị nói ông Nguyễn Ngọc Kỳ á đã đầu thai lại một năm rưỡi rồi. Cho nên hiện bây giờ mà ai mà đẻ ra đứa con khoảng 6 tháng á, đó là Nguyễn Cao Kỳ. Tại vì ông đầu thai 5 rưỡi nó rồi, 9 tháng trừ 5 rưỡi là 7 tháng. Cho nước thằng boy nào mà 7 tháng mà cái tướng mà cái mặt nó mà giống như dê gái rồi đó là đó ông Nguyễn Cao Kỳ đầu thai đó. Không. Nhưng mà ông đầu thai cũng ngoài miền Bắc, chỗ cái quê của ổng á. Sơn Tây. Ở chỗ đó đó là ông Nguyễn Cao Kỳ. Tại bữa nay phải coi lại hết tổng quát của mấy ông nội này bữa đâu, tại bữa hổm thiếu Nguyễn Cao Kỳ thì bữa nay mình mới biết là ổng đã đầu thai lại rồi. Đúng năm rưỡi, có nghĩa là giờ thành đứa nít 7 tháng. Chỉ có ông Thiệu là đang là thần ở vùng Phan Rang. Còn ông Võ Nguyên Giáp á, ông Trần Đại Quang thì cũng là một vị thần ở núi ông Mai Hắc Đế phải không? Hồi xưa có nói rồi. Thì ông Võ Nguyên Giáp, cái mình hỏi cộng sản chết sao thành thần? Đó là tự vì xã hội của mình, người đời thì mình nói cộng sản quốc gia, nhưng mà bề trên á tính theo ai mà bán nước á, đó là con của quỷ, mà ai mà có tinh thần dân tộc thì vẫn được tra thưởng như thường. Không, ở bên kia không có hàng ngũ quốc gia cộng sản, nó ngộ vậy.
Lòng từ bi của cha. À thì trên thượng đế tính kiểu vậy. Cho nên mình đừng có nhìn cái mặt đời mình nó cộng sản mình ghét họ không phải. Nhưng mà Hồ Chí Minh ở địa ngục là thiệt. Tầng 66 luôn. Bóng tối cực kỳ. Muốn rời khỏi cái đó là hồi xưa sư phụ phải nhờ ông Sơn Tinh Thủy Tinh á, thằng núi bà gì á, escort ông lên, tức là kè ông lên, ông mới được lên. Nhưng mà gần đây xin cho ông ra. Ra nhưng mà giống như Khám Chí Hòa mà ở chuồng cọp. Chuồng cọp lâu ngày sợ ông đi đứng không được cho nên cho ông ra vòng vòng nhưng mà vẫn còn trong Khám Chí Hòa. Đỡ hơn chút. Để ông ra để làm chi? Ông ra để ông xử cái xác thúi của ông. Chứ trồi lên sụp xuống là một cái cực hình. Có nghĩa là chết là phải mồ mã đẹp. Mà cứ bị trồi lên rồi sụp xuống, trồi lên sụp xuống, trồi riết á. Ông ở dưới ông chịu không có nổi. Ông nói tụi mày á, lấy cái thân tao cũng làm tiền đó. Tao không có mặc đồ gì trong đó rồi đưa cho người lên cực hình má, tra tấn là trồi lên sụp xuống là vậy. Tại vì cái lăn á, mỗi ngày phải lặn xuống, phải nổi lên mới cho người ta tham quan á. Thì cái đó là cực hình. Thì vừa cứu ổng như là ổng có đặt điều kiện với sư phụ. Lòng sư phụ là từ bi, trong mắt sư phụ không có cộng sản quốc gia ở đây. Mắt sư phụ chỉ là một cái nước nghiệp á, là xã nghiệp. Cái sai của ổng rồi, cái sai của em Út bây giờ. Thế giới này, nếu mà tính lại á, nơi nào có Phật Thánh Tiên đầu thai thì nơi đó là đang được cứu. Còn cả cái gọi trái đất này, cả nơi đây chúng ta ngồi cũng không phải của người Mỹ, cũng là mọi da đỏ. Nước Việt Nam nói cho cùng á, hồi xưa chỉ có 3 tỉnh ngoài Bắc thôi, Lạng Sơn với cái gì thôi, chưa có vô tới Huế nữa. Sau đó đó tới thời của Nguyễn Hoàng với Trịnh Kiểm á. Trịnh Kiểm sợ anh rể chi xác á, thì lúc đó thì ông Trạng Trình ổng mới nhìn bài kiến đó, ổng mới nói là Hoành Sơn Vạn Đại, Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại, Vạn Đại Dung Thân. Thì từ đó mình mới phát triển vô tới Huế, không? Thì lúc đó là chính chúa 13 đời vua của nhà Nguyễn lập ra cái đó. Rồi sau đó đó, những đứa con cháu của Nguyễn Hoàng, tức là Nguyễn Hoàng có công lớn nhất, đúng không? Cái gì người đầu tiên là quan trọng nhất. Thì từ đó con cháu Minh Mạng ha. Rồi tới đầu tiên là Nguyễn Hoàng, rồi tới Nguyễn Ung, rồi Nguyễn đó, thì những vị nhà Nguyễn đó mới đi dài xuống, rồi dài cho tới mũi Cà Mau ngày hôm nay. Cho nên thật sự cái nước Việt Nam á, nó có nhiều nghiệp quá, giết người ta nhiều quá, làm gì mà phải đem 4 cái đầu mới được lãnh lương về nấu cơm cho gia đình ăn, đâu có phải ác như vậy. Thì từ đó mình mới biết được